chào tất cả các em học sinh lớp 2 thân yêu. Trong tiết học trước, các em đã được học bài 14, 15, 16, 17, 18 trừ đi một số. Để giúp các em nắm vững cách thực hiện các phép tính này, cô cùng các em bước vào tiết 2, luyện tập bài 14, 15, 16, 17, 18 trừ đi một số. Các em cần chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập, ngồi ngay ngắn nơi có đầy đủ ánh sáng. Chúng ta cùng vào bài học nhé. Tiết trước, các em đã ghi phép tính lại và tính vào vở. Bây giờ chúng ta cùng hô to kết quả để giúp bạn Biên. Mỗi phép tính đúng sẽ giúp bạn Biên hái được một quả xoài. Sẵn sàng chưa? Chúng ta cùng tham gia nào. 14 trừ 5 bằng 9. Cô chúc mừng tất cả các em có kết quả đúng, đã giúp bạn Biên hái được một quả xoài. 16 trừ 8 bằng 8. Quả xoài thứ hai đã được hái rồi đó. Một tràng pháo tay dành cho các em có kết quả 8. 17 trừ 9 bằng mấy nhỉ? 17 trừ 9 bằng 8. Cô khen tất cả các em có kết quả là 8. Cô đố các em, 12 trừ 4 bằng bao nhiêu? 12 trừ 4 bằng 8. 14 trừ 6 bằng 8. Cô khen các em có kết quả bằng 8. 15 trừ 7 bằng 8. Em nào làm đúng tự khen mình bằng một tràng pháo tay. Vậy 18 trừ 9 bằng bao nhiêu? 18 trừ 9 bằng 9. Phép tính cuối cùng, 16 trừ 7 bằng 9. Vậy là tất cả các quả xoài đã được các em hái hết rồi đó. Cô khen tất cả các em có kết quả đúng. Bạn nào làm chưa đúng cũng đừng buồn, chúng ta cùng luyện tập thêm nhé. Bài 1, tính. Trong bài này có 4 phép tính: A, 15 trừ 5 trừ 2, B, 17 trừ 7 trừ 1, C, 14 trừ 4 trừ 5, D, 16 trừ 6 trừ 2. Các em quan sát, 4 phép tính này có gì đặc biệt? Các phép tính này có hai dấu phép tính trừ. Khi thực hiện các phép tính này, các em nhớ chúng ta sẽ thực hiện lần lượt từ trái sang phải. 15 trừ 5 bằng 10. 10 trừ tiếp 2 bằng bao nhiêu? Các em viết kết quả vào. Tương tự cách tính này, các em bấm nút dừng video lại và thực hiện vào vở. Cô tin là các em sẽ làm tốt bài tập 1. Chúng ta cùng sửa bài qua trò chơi. Ông về tổ. Các chú ông muốn về được tổ của mình, mỗi chú phải thực hiện chính xác một phép tính. Các em có sẵn sàng hỗ trợ các chú ông không nào? Bây giờ chúng ta cùng tham gia trò chơi nhé. Mười lăm trừ năm trừ hai bằng bao nhiêu? 15 trừ 5 bằng 10. 10 trừ 2 bằng 8. Vậy là chú ông thứ nhất đã tìm được đường về tổ rồi. Phép tính tiếp theo, 17 trừ 7 trừ 1. Tất cả các em có kết quả là 5.
17 tách bớt 9 còn lại 8. Như vậy, số 17 trên vòng tròn gồm hai số 9 và 8 gộp lại. Hay làm ngược lại, lấy 17 trên vòng tròn tách bớt 9, ta còn lại 8. Bài 3 yêu cầu các em quan sát và tìm xem mỗi con vật che số nào. Quan sát hình tròn thứ hai, bên trong hình tròn gồm có số 8 và hai chú sâu. Trên vòng tròn có số 11, 18, 13. Cô đố các em, 11 gồm 8 và mấy? À, đúng rồi. 11 gồm 8 và 3. Hoặc các em có thể lấy 11 tách bớt 8 còn lại 3. 11 trừ 8 bằng 3. Vậy chú sâu màu xanh lá che số 3. Cô đố các em, 18 tách 8 còn lại mấy? Hô thật to lên nào. 18 tách bớt 8 còn lại 10. Gộp 8 và 10 được 18. Vậy chú sâu màu vàng này che số 10. Cùng nhẩm lại với cô, 13 gồm 3 và 10, đúng không nào? À đúng rồi, 13 gồm 3 và 10, đúng. Vậy chúng ta vừa làm xong hình 2. Các em vận dụng cách tính vừa rồi làm hình 3 vào vở nhé. Các em làm xong rồi phải không? Cô gửi tặng các em một tràng pháo tay thật to. Chúc mừng các em đã hoàn thành bài tập 3. Các em quan sát trên màn hình, có bốn chú rùa cùng rủ nhau đi du lịch, nhưng mỗi chú ở một toa khác nhau. Trên mỗi toa tàu lần lượt được đính các số 1, 2, 3, 4. Trên mình mỗi chú rùa mang một phép tính lần lượt là 11 trừ 8, 11 trừ 10, 11 trừ 7, 11 trừ 9. Các em hãy vận dụng bảng trừ đã học giúp bốn chú rùa tính nhanh kết quả để kịp giờ lên tàu nhé.
11 trừ 8 bằng mấy? À, 11 trừ 8 bằng 3. Vậy chú rùa thứ nhất sẽ lên toa số 3. 11 trừ 10 bằng bao nhiêu? Hô to lên nào. 11 trừ 10 bằng 1. Chú rùa thứ hai sẽ lên toa số 1. Phép tính của chú rùa số 3 là 11 trừ 7 bằng 11 trừ 7 bằng 4. Chú rùa thứ ba sẽ lên toa số 4. Cuối cùng 11 trừ 9 bằng 2. Chú rùa thứ tư sẽ lên toa số 2. Các em thật là giỏi đã giúp bốn chú rùa không bị trễ tàu. Các em biết không, rùa vốn có đặc điểm là chậm chạp và được mệnh danh là con vật sống thọ nhất thế giới. Loài rùa luôn rất bình tĩnh và cẩn thận. Các em hãy học tập tính cẩn thận của bạn rùa để tính toán cẩn thận hơn nhé. Thay mặt bốn chú rùa, cô cảm ơn các em. Qua tiết học vừa rồi, các em đã được ôn lại các phép tính 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 trừ đi một số. Các em hãy làm vào vở bài 1, bài 2, trang 66 sách giáo khoa toán. Khi hoàn thành bài, các em nhớ gửi bài để giáo viên kiểm tra bài làm của mình nhé. Bài học hôm nay đến đây là hết rồi. Cô chúc các em cùng gia đình nhiều sức khỏe, bình an. Tạm biệt và hẹn gặp lại.